là bệnh bụi phổi. Bệnh bụi phổi thì trước đây ấy, thì các cái nhà máy, xí nghiệp mà khi mà người ta không được phòng hộ lao động tốt thì có những cái hình ảnh mà ở cái triển lãm của bệnh bệnh do lao động ấy thì có hai lá phổi của một cái ông này tôi kể lại là khi mà ông chết thì hai lá phổi đó người ta lôi ra ngoài, người ta cưa mà như hai hòn đá, hàng ngày người ta hít vào những cái hạt bụi của xi măng, hạt bụi silicon rồi các cái hạt bụi đá nó vào nó tích tụ trong phổi, mà phổi có nước sẵn thì nó thành đổ bê tông luôn. Và hai lá phổi đó bây giờ chúng ta ra ít kêu, chúng ta xem trong cái là cái bảo tàng của bệnh nghề nghiệp thì sẽ thấy hai lá phổi đó và chúng ta tưởng là hai hòn đá. Thì đấy, nói như thế để chúng ta thấy hình ảnh của cái bệnh bụi phổi nó nguy hiểm thế nào. Bởi vì hít lại phổi thì từ các cái bụi cát, bụi amiang, bụi đá rồi bụi than thì tất cả hấp thu bụi đó thì nó không ra ngoài được, thì các bạch cầu nó không đẩy ra ngoài qua cái đường và kết thành đờm được. Thế cho nên là hình thành nhiễm trùng và các cái sẹo rất lớn và nó sơ hóa. Khi bị bụi phổi thì không cảm thấy gì cả, nó thầm lặng, sau đến từ từ, thế đến một ngày nào đó là bắt đầu chúng ta suy hấp, nhưng thì bộc phát cơn ho, tức ngực và khó thở. Và trong trường hợp ấy là rất là khó để chúng ta có thể điều trị được. Một cái bệnh nữa mà rất thường gặp là thuyên tắc động mạch phổi. Thuyên tắc động mạch phổi thì nguyên nhân của nó là khi cơ thể hình thành cục máu đông. Cục máu đông này thì hình thành trong không phải trong động mạch mà đa số là trong tĩnh mạch, đa số là chi dưới, đặc biệt ở những người suy tĩnh mạch, những người mà có thai hoặc do viêm nhiễm, do quá trình sốt lâu ngày hoặc do những cái bệnh khác nhiễm trùng có thể gây ra cục máu đông và nó về đổ về về tĩnh mạch chủ trên và tĩnh mạch chủ dưới vào cái nhĩ phải, sau đó xuống thất phải. Thì chúng ta phải nó sang phổi. Khi sang phổi thì nó gây ra tắc, thì nó giống như là chúng ta bị tắc mạch máu não. Thì trong trường hợp này là nhồi máu phổi, nó tắc các cái nhánh động mạch mà nuôi các cái nhu mô phổi. Thế thì tùy theo cái vị trí có thể cao thấp. Thí dụ bên phổi chúng ta là có ba thùy, bên trái chúng ta thì có hai thùy thôi. Thế thì nó vào khu vực nào thì nó chết cái khu vực dưới ở đấy đó. Thì nó sẽ gây ra cái triệu chứng rất là nặng nề. Và cái thường là chúng ta lại ít khi là phát hiện ra sớm, bởi vì các cái triệu chứng nó thầm lặng và nó rất kín đáo. Nhưng mà người ta nhận định là trên một cái bình diện của một bệnh phổi bình thường, nhưng tự nhiên triệu chứng nó nặng lên và tim đập nhanh và có tình trạng suy tim và khó thở rất rất nhiều. Thì lúc ấy là bây giờ có thể chẩn đoán phụ trợ thêm bằng các cái siêu âm tim rồi đo cái tình trạng là phổi bằng qua cái cateter. Cho nên cái tình trạng mà thuyên tắc động mạch phổi ấy là một cấp cứu, là một cấp cứu nội khoa mà thường là phải nên nằm ở cái ICU hoặc có trung tâm cấp cứu thì sẽ cứu được tốt hơn. Một cái vấn đề nữa hay gặp là phù phổi hay gọi là phù phổi cấp. Thế phù phổi là một cái tình trạng điển hình các cái chất lỏng tích tụ trong cái túi khí gọi là phế nang. Thế thì khi mà túi khí và cái động mạch tiểu động mạch ấy nó sát với nhau, nó thành một cái màng, thì trên bề mặt trong của cái túi khí gọi là phế nang thì nó có cái sulfat tăng, tức là tất cả nó có cái chất để nó luôn luôn tạo cái áp lực âm để luôn luôn cái phế nang được nở ra. Thế thì cái quá trình mà bị phù phổi cấp vì một nguyên nhân nào đó viêm nhiễm thì nó sẽ bị rối loạn về cái quá trình trao đổi giữa phía trong phế nang để chuyển oxy ra các tiểu động mạch để đến các cái động mạch lớn hơn. Thế thì cái quá trình này nó có thể do tình trạng viêm nhiễm. Thì SARS-CoV-2 thì cũng là một tình trạng gây ra toàn diện các cái mao mạch, cái mao mạch của mình là sẽ bị đông máu chảy rác. Cái thứ hai là các phế nang bị đặc hết về tràn dịch vào đấy, và tràn dịch vào đấy thì gây ra một tình trạng phù phổi. Thì khi phù phổi chúng tôi gặp ở trên lâm sàng ấy là tình trạng rất nặng, và phù phổi thường thường ấy là có trường hợp là hoảng loạn, rối loạn về tinh thần, ngoài rối loạn huyết động thì thường thường họ phải dùng đến cả morphine. Thì các cái triệu chứng lâm sàng ấy thì là nặng, và thường là trong thực tế chúng ta rất ít gặp phù phổi trừ trường hợp ở bệnh viện. Cái sơ hóa phổi là một cái tình trạng xảy ra các cái mô bên trong của phổi trở nên dày bất thường và cái tổ chức kẽ nó tăng sinh, và cái tình trạng này thì cản trở cái quá trình mà chuyển hóa về thu khí mà oxygen vào trong máu, và các cơ quan khác sẽ qua đó mà tình trạng là sẽ thiếu oxy mãn tính. Cho nên là thường ấy thì cảm thấy ho khan khó kiểm soát, và cái bệnh sơ phổi này thì thường thường là trước đây chúng ta gặp nhiều hơn, bây giờ thì tình trạng nó cũng vẫn còn và có thể đe dọa đến tính mạng mà khi mà chúng ta mắc bệnh lâu năm và có thể về cái lúc mà tuổi cao. Một cái bệnh nữa mà hiếm gặp hơn gọi là bệnh u hạt là sarcoidosis. Bệnh này bộc phát khi cái tế bào gọi là u hạt nó phát triển quá mức ở trong phổi. Đây là vì tình hình là thường thường là khi mà chúng ta gặp nhiều cái chất vật lạ, các cái hạt bụi mà
kích thước to hơn, thế thì cơ thể nó hình thành các cái bao bọc cái xung quanh đấy và tạo thành các cái u nhỏ gọi là u hạt. Và các u hạt này thì nó sẽ gây ra tình trạng là khó thở, tức ngực, rồi có thể sốt, mệt mỏi. Và bệnh nhân thì thường như là nếu mà mình ra khỏi cái vùng mà bị nhiễm các cái khí bụi mà các cái độc hại thì tự nhiên là cơ thể có thể hồi phục được theo cái sức là cân bằng của cơ thể. Vâng ạ, vừa rồi thì bác sĩ phân tích rất là chi tiết, rất là cụ thể các bệnh